mong không thành thì sao? Sao? Đoạn cao đất rộng biết đâu mà tìm. Biết đâu mà tìm. Dù rằng đường đời ngắn khách tình ta. Mong chờ duyên kịp đưa lối bắt cầu. Vào mỗi mùa vụ, loài người các ngươi sẽ được lấy gốc, còn loài quỷ của chúng ta sẽ lấy ngọn. Đúng là con quỷ cái của lòng ta. Thôi tôi lại luôn, mày đặt quỷ mày đẹp không, cho tôi mượn tiền đi. Tụt cái quần của tôi này, ông cố đội ơi. Mày cho tao mượn đi, tao khổ lắm rồi. Thôi bây giờ mày cứ theo tao đi, tao vô trong nhà tao hỏi thử gia đình tao, ba mẹ tao thử có không được gươm lại, xong tao đưa lại cho mày. Tao nói thiệt mày á. Tháng trước nọ này nọ, tuần trước nọ, nợ chồng nợ chừng nào ông trả? Trời yên tâm đi, tôi nợ nhưng mà tôi không có xù đâu, tôi mai tôi trả cho. Nè, ly cà phê. Ly cà phê của tôi. Cái này tặng nha. Bớt la giùm cái. Sức khỏe của cháu rất yếu, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi mong gia đình hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Hiện tại bây giờ cháu không còn sống được bao lâu nữa. Mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Con ơi, nên đi con. Nên đi. Con đừng khóc nữa. Vì mẹ con đã phản bội cha con mình rồi. Mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tôi tình. Mười năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Một người đi quên nẻo về, người tình ơi sao vẫn chờ, sao vẫn đợi, vẫn chờ tình anh cho buồn tuổi xanh. Mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.